đi ô tô cổ. Con sẵn sàng đúng không? Rồi, cảm ơn. Câu trả lời rất là thông minh. Cảm ơn con nhà. Yeah.
Vừa rồi thì có rất nhiều cái trường tức là Quốc gia thi cái học bổng, hiện tại là rất là nhiều trường nước ngoài muốn gọi Quốc gia sang học. Hôm nay có thể chia sẻ cho mọi người xem lý do gì mà con chưa muốn sang nước ngoài không? Có lý do gì mà con chưa muốn sang Mỹ không? Để học. Thực sự là con ở Việt Nam là không được vượt cấp, sang Mỹ có vượt cấp được không? Dạ, được. Bây giờ theo con là bây giờ con sang Mỹ con học được mấy? Sang Mỹ, thực ra sang Mỹ con sẽ học được mấy? Con sẽ học lớp bảy. Lớp bảy đúng không? Bây giờ là lớp lớp năm. Lớp năm đúng không? Sang Mỹ con học được lớp bảy luôn đúng không? Thì sau con học một năm ở Mỹ thì con học sẽ học được mấy tiếp? Sau học một năm Mỹ thì con học lớp 8, lớp 9, lớp 10. Có bạn là con sang Mỹ là con được nhảy hai lớp. Sau này mà con học lớp nào thì là con phải yêu các chị đấy. Ví dụ giả sử con sau này con học lớp 12 đúng không? Thì là con tuổi con lớn lớp 10 rồi. Con có yêu các chị là lớp nữa. Yêu các bạn là lớp nữa thì phải có các chị đúng không? Ok, có ai có câu hỏi ở chỗ Ca không? Ok, mời chị.